Xin chào các bạn, lại là Cá Mập và Cá Lóc đây. Hôm nay Cá Mập chuyển sang chơi loại game mới nha. Game này là Thiên Cầm Truyền Kỳ nha. Hôm nay mình sẽ làm quen trước với pháp bảo nè. Đầu tiên là Linh Tịch Đức Thủy nha, cái này là được 4545 lục chiến nè. Tiếp theo là Linh Tê Liên Hoa, được sở rất là đẹp nè, 66844 lục chiến nha. Anami Anh 73844. Đông Hoàng Chủng 120 1300. 14 Thanh Phong Như Ý 100079. Lưu Huỳnh Bảo Phiến 120 1314. Băng Ngọc Quýnh Hoa 120 1314. Hốn Thiên Lăng 120 1314. Công Hồn Đăng 133314. Linh Lung Ngọc Phiến 158081. Tứ Kim Hồ Lô 156111. Bát Hoang Vũ Long 188720. Thập Sách Lưu Ly Tháp 217950. Sơn Ngọc Tĩnh Bình 121314. Thập Sách Lạc Phượng 121314. Sương Nguyệt Tịnh Giới 121314. Hoa Điếu Ý Tượng Tư 120 1314. Sa La Kim Phiến 121314. Lượng Nghi Thanh Quang.